Xin chào tất cả mọi người, thì Nhân và HTC đã quay trở lại đây. Hôm nay Nhân không đi dạy xe, hôm nay Nhân sẽ có một cái việc rất là quan trọng đối với chiếc KTM của Nhân. Hiện tại mọi người đang thấy chiếc KTM của Nhân là đang trong cái dáng Super Hooligan ha, dáng xe đua Naked Bike với đầu xe được bỏ ra thay bằng cái bảng số thi đấu, đuôi xe cắt bỏ và một cái ốp lườn dài phía dưới. Thì chiếc xe này Nhân đã làm lại cái form xe này theo dạng xe đua của Naked rồi. Nhưng mà hiện tại là chuẩn bị bước vào giải đua VMRC, và năm nay thì có hệ đua là hệ NSF 250. Thì bây giờ Nhân sẽ bắt đầu triển khai quá trình biến cái con này thành con NSF 250, một chiếc xe Motoba 250cc. Đây là một dự án khá là mệt mỏi của Nhân, mặc dù đã có đủ đồ rồi nhưng mà lâu rồi chưa có làm, bữa giờ không có thời gian làm, thì bây giờ bắt đầu có thời gian mình sẽ triển khai. Và sang tuần ngày thứ ba thì chiếc xe này sẽ được các bạn vận động viên đưa vào tập luyện. Thì tập luyện với con này để chuẩn bị cho thi đấu thì chắc chắn là sẽ chạy hết công suất cũng như là chạy hết cái giới hạn của chiếc xe, thì mình sẽ biết được là những thứ mình làm trên xe này có đạt chuẩn hay không. Thì hôm kia hai ngày trước thì chiếc xe này cũng đã được một bạn tay đua nữ đứng top đầu của hệ đua tài năng trẻ chạy thử xe, tức là chạy hết cả số luôn đó. Thì mình phát hiện là chiếc xe này nó đáp ứng được tất cả mọi cái yếu tố trong quá trình tập luyện của bạn, kể cả việc té ngã luôn, tức là trong cái ngày đầu tiên các bạn ấy bị dính mưa thì bạn ấy bị vô tình thoát cua vặn trượt bánh sau và té, thì cái chiếc xe này cái bộ chống đổ nó đáp ứng được cái việc trượt ngã của bạn trong đường đua luôn, và không có bất kỳ một cái hư hỏng nào trên xe xảy ra hết. Cái con KTM đúc 390 của mình mà mình đã làm lại hết mọi thứ gần như là hết rồi, chỉ việc có để động cơ là nguyên thôi. Mâm được thay xuống mâm nhỏ để đi đúng cái thông số lốp của Motoba, trước là 90 sau 120. Rồi mình cắt bỏ cái đuôi này để đúng là xe thi đấu, biển số được xuống dưới. Xe này thì không chạy ngoài đường mà chỉ chạy trên đường đua thôi, cho nên là không có sợ vấn đề vi phạm giao thông. Không có đèn luôn, không có đèn đuôi, không có đèn xi nhan luôn. Rồi một ốp lượng rất là dài của con RC đúng theo quy cách thi đấu của xe Super Hooligan mình để qua. Rồi khung chống đổ là bắt buộc phải để, tại vì các bạn tập luyện thì nó rất là dễ hư hỏng, cũng như là xe này mình cũng hay cho khách thuê. Rồi một cái bộ nhận diện số đua số 33 của mình ở phía trước. Rồi cái bánh trước được thay thế thành bánh nhỏ, hệ thống phanh phuộc là để nguyên, không có gì thay đổi hết. Thì cái này là theo cái quy cách của xe đấu. Sơn mình cũng đã xuống nhông sinh dĩa nhỏ 428, thì 428 bộ sơn này đi rất là ok. Mọi người có theo dõi kênh mình thì cũng biết là cái bộ sơn này làm bao nhiêu tiền, rất là hợp lý ha. Rồi khung này khung chống đổ theo xe thì mình để luôn, tại vì nó cũng không có cấn gì, không vướng gì, thì mình cứ để đó, nó hỗ trợ bảo vệ một phần cát nước của mình nếu mà có sự cố té ngã xảy ra mà nó chui sâu quá vào cát hay là xuống sỏi ha. Thì đây là cái phương án để cho mình có thể bắt cấp được cho việc hư xe. Thì hôm qua Yến ngã là hôm thứ sáu Yến ngã là ngã bên đây nè, ngã bên phải, xin lỗi, ngã bên trái, ngã bên cua 8. Thì cái bộ khung chống đổ nó dài hơn ghi đông á, nó đỡ hết chiếc xe lại. Nhiều anh em đua xe chuyên nghiệp cũng có nói, phía quản lý đội mình cũng nói là cái xe này sau này lỡ có tập trượt ngã nó móc vào người, thì đúng là móc vào người thật, nhưng mà móc vào người đó là khi mà cái người lăn trước cái xe, còn cái người mà lăn sau cái xe, những pha lô sai thường là chiếc xe nó sẽ đi, nó trượt tới phía trước, còn mình nằm lại phía sau, chứ có ai mà té mà cái xe đè lên người bao giờ đâu, tại vì xưa giờ mình cũng chưa bao giờ thấy hiện tượng đó. Ok, cảm ơn anh em đua chuyên nghiệp luôn, toàn là quăng xe đi trước, người nằm lại thôi à. Tại vì cái người mà nó ma sát xuống đường ghê lắm, cái bộ giáp mình nó hãm ghê lắm, còn cái xe mà nó cứng, người mà nó mềm thì nó sẽ ì lại, nó dừng lại nhanh hơn là chiếc xe. Còn chiếc xe thì nó nặng và nó cứng thì nó trơn, nó sẽ đi luôn, cho nên không có sợ vấn đề móc mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu triển khai cái quá trình úp nguyên cái dàn áo Motoba qua, cũng như là cắt bỏ khung sườn ha, cái khung sườn đuôi. Dự kiến là mình sẽ phải cắt từ đoạn này luôn nè, cắt từ đoạn này hoặc cắt từ đoạn này để mình đưa cái phần yên Motoba nó thấp hơn, và phải đưa thấp xuống tận phía dưới đây nè, đó, thấp tiếp đây luôn. Và phải làm lại gần như tất cả mọi thứ nguyên cái dàn khung trên này, còn khung dưới thì có thể là tạm thời mình giữ lại. Cái gác chân bắt buộc phải thay một cái gác chân khác. Ghi đông là sẽ là hạ ghi đông sport xuống nằm vị trí đâu đây nè, rất là thấp luôn nha mọi người, đó gần như là 1/3 cái hành trình của cái vị trí bắt ghi đông của con RC 390 cũng nằm đây luôn, nhưng mà nó bắt trên này, còn cái ghi đông của Motoba nó phải bắt dưới đây. Thì có một cái vấn đề là cái thùng xăng này mặc dù mình đã làm rồi, nhưng mà theo mình cảm giác thì nó vẫn đang hơi cao, nó đang hơi cao, thùng xăng phụ ở trong này đó. Còn ở bên ngoài là có ốp thôi, thì cái thùng xăng này có vẻ đang hơi cao, thì có vẻ là mình sẽ phải xử lý lại cái nắp thùng xăng này để cho nó thấp xuống một tí. Rồi bây giờ thì cũng là khoảng 11 giờ rưỡi rồi, mình sẽ tranh thủ mình làm luôn cho kịp ngày hôm nay. Chiều nay thì mình có việc, chứ là ngày mai mình có việc nữa.
Thì chỉ còn ngày thứ hai là ngày mình có thể gia công được thôi. Hôm nay mình tự làm ở nhà và thứ hai mình sẽ mang ra tiệm để thợ phụ mình làm việc thêm cho cái này. Rồi mình vừa gỡ xong cái phần dàn áo phía trên của con này, bao gồm là cái yên nè, cái đuôi nè, cái thùng xăng ốp bên ngoài á. Thì bây giờ là còn lại cái phần cái sườn trên nó lộ ra rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái bản vẽ, mình coi bản vẽ xong mình sẽ tính toán là xem là cắt ở chỗ nào. Và khả năng cao á là cái vị trí cao nhất á, vị trí cao nhất mà cái đuôi nó lú ra khoảng bằng cái tầm ở dưới ghi đông này, khoảng cái tầm này đó. Thì cái tầm này chắc chắn là phải dớt bỏ đi cái chỗ cái từ ắc quy đổ lên rồi đó, từ đây nè, con này phải cắt nè. Nhưng mà để mình coi cắt như thế nào, nếu mà cái phần học gió này á mà nó vừa với cái yên của con motoba á thì có thể là mình sẽ để luôn. Còn nếu mà nó không vừa với con motoba á, là phải tính là cái đường để làm học gió khác, hoặc là bỏ nắp hộp gió rồi đi, hoặc là bỏ nguyên hộp gió rồi luôn đi cái lọc trụ đó, hoặc là phải tính lại cái phương án đi như thế nào. Tóm lại là nếu mà cái này nó vừa thì mình giữ mình xài, còn nếu mà này không vừa thì mình sẽ tính phương án bỏ hết luôn để đúng họng xăng như cái bôi trụ thôi đó, xài bôi trụ là được rồi. Rồi bây giờ bắt đầu triển khai tiếp ha. Cái thùng xăng nó đang hơi cao nè, cái thùng xăng nó đang hơi cao so với dự kiến mình á. Dự kiến mình là cái thùng xăng nó thấp dưới kìa, thì cái này là có thể là phải đi xử lý lại một lần nữa rồi, đi làm thùng xăng một lần nữa rồi đó. Thấy là mình mệt rồi đó. Thì thôi để coi, thì làm thì cũng phải làm thôi, nếu mà cần làm thì vẫn phải xử lý thôi. Ắc quy là nằm đó rồi, ắc quy là không có dời đâu được rồi, bự quá. Còn nếu mà tệ quá không có chỗ để thì nhắc ắc quy chỗ này đó, rồi xong rồi cái đầu phía trước. Thì các bạn đang thấy đây là hai chiếc xe mình đang để nó tương quan với nhau, và mình có để các đường kẻ thì mình so sánh cái vị trí ha. Thì đây là cái hình thôi, còn mình có một cái video nè. Mọi thắc mắc anh chị vui lòng gọi điện thoại trực tiếp qua số hotline hoặc nhắn tin qua fanpage Học Viện Ôm Cua, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.